Bộ sưu tập Weibo của idol Trần Vy Vy có gì? Cùng mình khám phá nha! Đây chính là trang phục của Tan Chiro. Sau những ngày tháng gồng gũi để tìm Michael Jackson, hy vọng là Musan. Thì cuối cùng, hắn ấy đã phát hiện ra chỉ có Musan mới là chân ái của cuộc đời mình. Từ đây, hắn ấy đi bán xe bông, chính là bóng xe bông. Món trang phục thứ hai, nhìn quen bay. Ê đù! Thì ra, chính là Tan Chiro đã nhầm lẫn cái con Anya này với thập nhị diệt Mỹ, cho nên cô ấy đã được chia làm đôi. Hay quá, tội lỗi, chứ đúng rồi anh. Tạm chịu rồi, đầu ra cho cô ấy cái món. Ủa, có một cái món gì rất là nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Hả, cái gì đây? Ủa, tạm sao anh?